Monolith và các anh em ở trên YouTube chúng ta đến với K2. Bởi vì là K1 chơi quá nhanh rồi là K2 chúng ta sẽ chơi được lâu, không vấn đề gì cả. Con game này mấy hôm trước chơi cũng đang đến mấy đoạn hay mà tự nhiên lại bị dừng lại, phải tiếp tục ngay Far Cry 6. Hôm nay tôi cũng bỏ ra một chút thời gian để nghiên cứu một chút về con game này. Thì tôi cũng biết thêm được một số cái vũ khí bố đời của nó anh em ạ. Có một số khẩu súng khá bố đời mà tôi muốn chúng ta dành ra một chút thời gian để chúng ta đi lấy. Thì anh em có đồng ý hay không? Anh em có đồng ý là ngày hôm nay chúng ta sẽ dành ra một chút thời gian để chúng ta đi lấy một số khẩu súng trong con game này. Đấy, thí dụ như đến thời điểm hiện tại thì súng của tôi toàn có con súng nó khá là vớ vẩn. Nói thật là nó cũng không xứng đáng với cái khả năng của tôi. Nên là anh em có đồng ý là ngày hôm nay chúng ta đi tìm vài khẩu súng bố đời phát. Nó sẽ có, thứ nhất là nó sẽ có khẩu sniper bố đời, sẽ có khẩu AK bố đời, và cũng có những cái khẩu kiểu như là súng rifle bố đời. Thế thì anh em ok nhá. Ok nhá. Rồi. Gì đấy, từ từ đã khiếp. À đây, hôm trước là tôi chuyển sang em, chuyển sang em này là gọi là gì? Em này gọi là sư tử đúng không? Khiếp, sư tử nó còn đeo vòng vàng kìa. À, thôi gỡ luôn cái vòng ra bán luôn tôi chuyện gì nữa. Con này là chả phải báo mà chả phải hổ đúng không anh em? Con này là kiểu mẹ beo. Thế đi lấy một khẩu riplo anh em nhá. Rồi tôi phát âm đúng chính tả tiếng Anh là rifle, như anh em thích là vẫn theo truyền thống của kênh là riplo thì tôi chiều anh em luôn. Cảm ơn anh em xe đạp ôm. Mới đầu tiên chúng ta đi lấy một cái khẩu, từ từ đã. Chúng ta sẽ đi lấy một cái khẩu có tên là, khẩu này ấy, nó là khẩu riplo bắn rất kinh, giảm thanh mức độ xịn nhất. Bắn gần như là một mình chúng ta có thể vào clear được cả một cái trại của địch mà chúng nó không hề biết gì. Khẩu này có tên là khẩu sắc bay. Sắc bay có nghĩa là giống như kiểu là vết cắn của cá mập. Tên khẩu này là vết cắn của cá mập. Một khẩu riplo, không phải rifle anh em nhé, riplo. Khẩu này nó nằm ở khu vực khẩu này nó lại nằm ở cái khu vực NST. Đấy, NST. Và chúng ta cần phải đến clear. Chúng ta cần phải đi hướng vào cái khu vực này này. Mẹ, chúng ta cần phải clear trại lính của bọn quân chính phủ. Đấy, nó có tên là Roca Penquina Station. Đến đây trước đã nhá. Chúng ta có máy bay sẵn đây, chúng ta đi luôn anh em ạ. Riplo là gì vậy anh em? Ôi dồi ôi, anh em bây giờ không biết Riplo à? Riplo là bố của rifle anh em nhá. Riplo là bố rifle. Ôi dồi, chồng em sư tử em ngồi đây em bị gãy bẹn. Rồi, đi hẳn máy bay luôn. Chúng ta sẽ đi khoảng 8 cây số anh em nhá. 8 cây số bằng máy bay. Cái đéo lại ngồi đằng này. Chuyển chỗ đi. Ngồi đằng trước không ngồi, đi ngồi đằng sau. Rồi. Mẹ rip lồ là rip cạc à. À, từ đã quên bố mất điều khiển nào rồi. Đây. Lên. Lên cho tao. Ui xôi ôi. Chả có đơn vị phòng không nào có thể bắt được máy bay của tôi luôn. Câu chứ nhanh. Cao lên. Cao lên, cao nữa lên. Không cho quân phòng không của chúng nó bắn. Ôi chết chết, cao quá bỏ mẹ rồi. Ôi chết rồi. Khởi động lại. Nhiều yêu. Cao quá, dừng mẹ động cơ.
sợ vãi. Rồi, cảnh đẹp phết đấy chứ. Chúng ta có thể ngồi ở trên máy bay ngắm cảnh, ngắm kẻo đẹp phết. Máy bay này nó thuộc cái thể loại máy bay cổ ngày xưa ấy. Thật ra nó chỉ bay cao được tí thôi, nó phải phản lực như bây giờ đéo đâu. Thôi chết thôi. Lực lượng phòng không, biên ra 7, biên ra 7, biên ra 7 nhanh còn kịp, biên ra 7, biên ra 7. Máy bay Mỹ bị coi như là lực lượng phòng không Việt Nam bắn rồi. Thế đéo đâu, máy bay làm sao đây. Rồi, may mà kịp bay ra biển anh em ạ. Yên tâm luôn. Tí nữa thì ôm phản lăn ra biển. Ôm phản biên ra 7. Anh em like nói chuẩn đấy. Ôm phản biên ra 7. Ra mốc Archipec. Anh em nhìn thấy tôi mới có một cái bảng điều khiển mới anh em ạ. Cũng phải giới thiệu với anh em luôn, tôi mới có một cái bảng điều khiển mới. Anh em nhìn thấy có nhiều nút màu mè, xanh đỏ tím vàng đấy không? Tôi mới mua được, trang bị được một quả, nó gọi là, ngày trước là tôi hay gọi là cái gì nhỉ? Ngày trước là tôi sử dụng cái nó khá là fan. Nó là gọi là cái nó gọi là cái gì? Sờ chim đấy. Tôi mới sắm được quả sờ chim đấy mới, xanh đỏ tím vàng. Hơi kinh luôn. Ví dụ là tắt camera đi chẳng hạn, chúng ta quay về. Ai, thấy không? Là chúng ta quay trở lên rồi, tôi muốn là hiện cái mặt tôi lên. Ai, anh em thấy không? Bố đời. Tôi muốn là ai, bố đời hiện luôn ở chat của anh em luôn. Này, bây giờ chúng ta quay về đây luôn. Tôi chết rồi. Nhanh, có lực lượng phòng thủ trên đảo, cố gắng lên. Bay vào trong đảo bị bắn rơi cũng được. Đừng quăng, bắn được tao luôn. Lượt máy bay đi. Bắn luôn sao chúng được tôi, thật luôn, tôi cũng xong rồi. Máy bay rơi rồi anh em ạ. Chúng ta cố gắng mà hạ xuống đây thôi. Trực tiếp khoe của. Thực ra nó là một cái bàn phím. Thực ra là một cái bàn phím ở trên mua, cũng ở trên Shopee thôi. Em lại dũng Shopee đâu hiểu. Suốt ngày Shopee shop bùng thôi khổ. Thôi đợi cho thằng này nó hạ cánh xuống đây thôi anh em. Chúng ta không phải vội vã gì cả. Đợi cho cái thằng này hạ cánh xuống đây, chúng ta ăn cắp cái cano luôn. À, hạ cánh xuống cái đảo này. Đảo này có vẻ khá là nhẹ nhàng. Nhạc nhẹ nhàng phết. 4 cây số nhanh mà. Đi xe tí là đến rồi mà, chúng ta đi được một nửa quãng đường thế lạng kinh rồi. NST đây rồi. Hạ xuống đây luôn. Thế đéo nào con hổ, à con sư tử của tôi nó có thể ở đây được. Mày chạy đường nào đấy mày? Mày chạy đường bộ à? Chủ thì phi máy bay, trong khi tớ thì phải chạy đường bộ nhanh ngang lại chủ đi máy bay kinh. Thôi bơi thôi. Nãy như thế có mấy cái thuyền đây, cuối cùng thuyền nó đi bố đâu mất thì tôi lại phải bơi rồi. Khốn khổ khốn nạn thân tôi. Trang sói, nãy có đứa nào chửi ba mày. Ôi thôi Trang ơi, bỏ qua chúng nó đi, khổ. Trang nóng tính cứ như lửa ấy khiếp. Ở trong sư tử bơi trong kìa. Con này con cái kìa bạn, tôi thấy cả đầu ti. Ôi cái gì đấy? Mẹ cá mập à? Vãi cả cút. Thôi nhanh lên, có hoảng nơi. Mẹ của cá mập anh em ạ. Ôi nhiều cá mập lắm. Ôi nó đấp. Mày sắm đấp sư tử tao. Đấp sư tử bố mày à? Ôi mẹ cá mập nhiều vãi.
Far Cry hả mọi người? Ừ đúng rồi, Far Cry anh em. Far Cry 6. Ờ đúng rồi, muốn có xác bay phải bị xác bay. Ừ, có anh em Phong nói chuẩn mẹ luôn, đúng rồi đấy. Chúng ta đang đi cầm kiếm khẩu xác bay mà, khẩu gọi là cá mập cắn mà, thì chúng ta cũng phải bị cá mập cắn chứ. Ừ đúng chuẩn commoner, chuẩn rồi. Lên đây xong mình kiếm xe ô tô mà đi cho lành. Đây tôi đang ở men men cái chỗ cái đảo ở đây. Đi xa phết đấy, không biết có đúng là cái chỗ này không. Anh em lên Google anh em search giúp tôi nhá, cái chữ có tên là như thế này. Anh em nào có thời gian lên Google search giúp tôi này, Far Cry 6 này, cách này, Roca này, Pequina này, sát này, Station, xem là có đúng nó cái vị trí này giúp tôi cái, có chúng ta đi mất thời gian. Hộ tôi cái nhé. Roca, Pequina, Sat Station. Trong Far Cry 6. Google thôi chứ có phải là Google Map được gì, có Google Map. Google thôi. Ôi sao chỗ này lại có. À đây súng phòng không của chỗ đây. Mẹ chính khẩu súng khốn nạn này trước nó bắn tôi mẹ rơi xuống đây. Mẹ tôi sẽ thanh toán mấy thằng khốn nạn nó dám bắn mẹ máy bay của tôi. Mẹ chúng mày bắn máy bay ông à? Bắn máy bay bố mày này. Được rồi, mẹ chồng kéo đến đông đấy. Fumigator. Great. Đông đấy. Các bạn ơi, xác định đi. Ui dồi ôi, một đòn duy nhất cờ lia toàn bộ khu luôn. Nó ở Rage Plateau. Bố đời không anh em? Mẹ pha hành động tôi bố đời. Quá bố đời luôn. Rage Plateau à? Chỗ nào anh em có thấy đéo đó? Mượn tạm cái này con xe của anh ấy hỏng rồi. Sửa xe luôn. Sửa xong rồi mình đi tiếp. Nó ở Roca Penquena sát từ Station đúng rồi. Nhưng mà vấn đề là nó ở cái chỗ nào? Vấn đề là nó ở chỗ nào ở trên cái map này để tôi còn đến cho nó chuẩn, có đúng là chỗ tôi đang đánh dấu ở đây không? Rage Plateau ở khoảng giữa. Rage Plateau. Không thấy cái nào Rage Plateau cả anh em ơi. Ở đây mình có thể zoom to lên mà. À đây đây đây, gần đây hả? Đây gì? Ờ thế thì cũng gần thôi. Đây đúng không? Ngồi đây chuẩn đây rồi. Rage Plateau đây rồi. Cái này đáng lẽ là tiếng Pháp đấy. Nó là Plateau rồi. Đéo hiểu sao mẹ đọc thành Plateau. Mẹ. Đi thôi.
chắc simulator giống như mấy em ở trên Facebook hay mặc cái áo hở víu xong rồi ngồi lái xe thôi. Chương trình live stream Facebook giả lập lái xe anh em nhá. Đấy là tiếng Tây Ban Nha ấy, phải là tiếng Pháp à? Bờ lớp tao chắc tiếng văn Pháp. And they know I'm coming to give them the good news. El Tigre is very, very excited. Promise. Cái chỗ này cũng là một trong cái địa phận mình cần phải đến chiếm sau này, cho là em Clara em có điện thông báo cho mình là khu này mình cần phải gặp ai. Bật nhạc bolero hoặc nhạc trữ tình nữa là đủ bài combo live sở chim hở ngực trên phây. I'm not a kid. Of course not. You're baby tigre. And don't worry, I'll make sure you don't end up one of Benitez's trophies. Who's Benitez? Head of Castillo's Navy, real serious. Có một ông Ten Tiger. Ông đấy chắc là người lãnh đạo cái quân Anti-Tigre chứ. Anti-Tigre. Ông đấy chắc là lãnh đạo quân kháng chiến ở trên cái khu vực cái hòn đảo này, khu vực đảo này. Tôi sẽ gửi cho anh vài tấm ảnh, hy vọng anh tìm được chúng tôi. Đây rồi. Đến nơi rồi các bạn. Chơi game mà lái xe cứ như thật luôn. Lần đầu tiên chơi tôi chơi game mà nó lại chuẩn chỉ. Lần đầu tiên chơi game mà lại chuẩn chỉ như này. Chấp hành luật lệ giao thông đi chuẩn chỉ như ngoài đời luôn. Được rồi, đến gần lắm rồi. Thằng này bắt đầu thực hiện đường rừng thôi. Bắt đầu lái xe tải đường rừng thôi. Đường Trường Sơn đây. Sai đường là sai đường thế nào? Anh em vừa va vừa vẩn. Chúng ta phải tấn công chứ này, địch mới không biết được chứ. Đây, đúng chưa? Nó là cái trại này, nhưng mà anh em có xác định cho tôi đúng trại này không? Để tôi còn công vào nào. Đúng trại này không? Chuẩn chưa? Anh em cho tôi một cái confirm giúp tôi cái là đúng trại này, cái để mình tấn công trại này cho xong, để mình vào mình lấy luôn cái khẩu sắc bay rip lồ. Anh em chỉ cần, anh cái việc của anh em là chỉ cần chốt cho tôi đây là đúng thôi. Còn một khi anh em đã chốt là đúng là ngay lập tức là toàn bộ sinh mạng của bọn quân chính phủ trong cái khu vực này coi như đã kết thúc. Giống như kiểu là bọn chúng đã coi như là bị án tử chiếu vào đầu. À đây, chuẩn rồi. Roca Pequena Sat Station đây rồi. Thế là xong rồi đấy. Tôi thương vợ con của bọn lính này anh em ạ. Nếu mà tôi là vợ con của nó thì có lẽ tôi sẽ gọi cuộc gọi cuối cho chồng mình. Báo là anh sắp chết rồi đấy. Nhưng một tử thần đến chỗ anh rồi. Khổ. Cũng phấn đấu bao năm mới được, mới được giao đến cái khu vực này để trấn giữ. Ai ngờ niềm vui ngắn chẳng tày gang. Kết thúc ngay bây giờ đấy. Oi Clara, I'm looking at a satellite station on top of a plateau in Cacao Farm Country. You are in the municipality of Fernando. The soldados use that station to eavesdrop. Sao lại không? À đây, ném cái này. Free anyone they've captured there, Danny, and take the station for Libertad. Vợ cậu, tôi lo.
Ôi dồi ôi, khiếp mẹ, bước qua cái này được thì cũng kinh đấy. Chúng nó còn dán sẵn đầu lâu xương sọ này cảnh báo tôi không được lên đây. Mày cảnh báo ai? Chúng mày xem là có người trần mắt thịt nào dám cảnh báo tử thần như tao không? Một thằng có thể nói là cuộc đời nó ra đi luôn rồi đây này. Nhạc nhè này. Better take out that camera. Xử lý camera cái trước. Shooting this alarm won't work. Khá đông nhá. Hai thằng ở trong kia. Chờ tôi sai con này đi ra đây đã. Mày đi ra đây đi. Đầu tiên là phá cái này trước. Đéo hiểu sao đéo phá được. Này bắn cái hàng rào đéo xuyên được, game làm rất ngu nhá. Có cái hàng rào bắn đéo xuyên được. Bực. Thôi chết mẹ rồi. Thôi chết mẹ rồi. Nhanh lên chỉ có một nhanh. Ok. Các bạn ơi, các bạn bố láo tôi á. Đừng bố láo tôi các bạn ạ. Bạn định gọi mẹ quân tiếp viện á? Tôi bắn hỏng ở đấy rồi bạn ạ. Bạn lên đây. Bắn súng máy ai? Bạn bắn ai? Nhạc nhè. Tôi vào cái tôi phá hai cái máy báo động ngay mà. Nhanh lắm. Con kia định ra ấn máy báo động. Ra mới biết là máy đã hỏng. Ra đi ngay. Xong rồi đấy. Nhẹ nhàng mà. Bây giờ là trong khu này là mình sẽ mò. Mình sẽ mò vào để lấy khẩu kia đây. Đầu tiên là mình cần phải lấy cái chìa khóa ấy các bạn. Để vào được trong cái chỗ nó để đồ. Trong cái chỗ nó giấu súng. Clear thử xem nào. Trong này chăng? Đấy, có key rồi đấy. Bây giờ là tìm chỗ nó để súng thôi. Far Cry hát và hát cái gì Back 4 Blood khác biệt VL. Ơi mà căn bản do tội giỏi anh ấy phải hiểu tôi chơi Back 4 Blood tôi còn chơi với cả mấy thằng kiểu đặt ốc nó kéo tim thôi chứ còn cá nhân tôi chơi em gì có chuyện. Anh chào em. Ủa khiếp tay vậy vậy gì đây em? Dưới này à? Yeah, tức là mình đáng lẽ mình chơi là mình phải đột nhập qua cái lỗ cống cái này. Vào trong. Đấy, nó mới là chuẩn chỉ kiểu Assassin's Creed. Đây tôi đi thẳng mẹ luôn. Tôi solo phải khác chứ. Khẩu ở chỗ nào nhỉ?
Đây, trong này đây. Đây, súng đây. Đấy. Đấy, sắc bài rip lồ. Thay ngay khẩu đấy luôn. Quay rồi sắc bài rip lồ. Sắc bài rip lồ này. Anh em thấy chưa? Khác bọt. Giảm thanh mức độ bố đời nhất luôn. Có cả ngắm không phải ngắm qua đầu ruồi. Hiện tại tôi vẫn phải bắn cái khẩu, vẫn phải bắn khẩu M16S ngắm qua đầu ruồi, khổ vãi trưởng. Khẩu này mẹ đam mẹ gấp đôi so với khẩu vậy trước. Mọi thứ đều bố đời. Mod sẵn sàng luôn. Tất cả các mod đều đầy đủ mẹ luôn. Đấy. Sơn vào cái trông nó khác nhở. Sơn khẩu súng vào cái trông nó khác bọt. Por acá todo bien. Ốp đâu, ốp đây. À đây là khẩu rip lồ mà anh em, cái có phải là khẩu sniper đâu mà anh em bảo ốp. Khẩu này khẩu rip lồ mà. Đây không phải là khẩu ấy. Thực ra thì tôi còn có một cái ước mong nữa, đó là mình đi lấy một khẩu AK. Bởi vì dù sao Việt Nam mình thì tôi thật với anh em mà chúng ta vẫn gần gũi với AK hơn. Nếu mà so sánh giữa AK với cả M416 của ABC, tôi vẫn yêu mến AK hơn. Bởi vì là nó cũng đã gắn liền với cái cuộc chiến tranh coi như là cứu nước của Việt Nam mình, đánh lại bao nhiêu kẻ địch mạnh trên thế giới. Anh có đồng ý chúng ta lấy thêm khẩu AK nữa không? Một khẩu AK khá là bố đời nữa không? Luôn nhá. Lấy AK thì phải có mũ cối. Ôi trời ơi, anh em nói thế này anh em hơi nhầm anh em nhá. Anh em nhầm quá rồi anh em ạ. Dạ tôi mời anh em ạ. Dạ. Mời anh em thưởng thức ạ. Dạ. Đừng bố láo với tôi. Nào bây giờ đi lấy khẩu AK. Khẩu AK thì không, khẩu này, khẩu AK này nó có tên là Death Rattle. Khẩu này nó nằm ở một cái hòn đảo phía nam của cái khu vực NST này. Đấy. Chúng ta sẽ tìm thấy một cái khu làng Mandito ở phía nam của Sombrero Gorge. Sombrero Gorge. Nào xem nào. Sombrero Gorge hình như là đây thì phải. Có đúng không nhỉ? Phía nam của à đây Manito đây, khu làng này đây. Đây. Rồi, tìm ra luôn. Có làng rồi các bạn đấy, đến khu này. Trong này nó không có bộ đồ nào kiểu bộ đồ của bộ đội Việt Nam nhỉ? Gọi máy bay phát. Ra đi luôn. Ừ, nó không có cái áo xanh nào ấy chứ. Nó mà có tôi mua ngay, tôi thật với anh em luôn. Tôi lại đeo co với cay. Để tôi xem có cái áo nào đeo co anh em ạ. Không có. Thử xem có full bộ à? Ở trong shop à? Thế lại phải bố xin lỗi Bùm à? Đâu? Lại phải bố xin lỗi Bùm à? Chết. Đâu? Đây là bộ Hồng Quân. Bộ Hồng Quân Motherland Bundle. Đây bộ Hồng Quân anh em ơi. Làm gì có bộ nào. Anh có thích bộ Hồng Quân không? Đây. Ui xô.
Có. Có ở đâu? Bộ nào? Hôm nay có bộ nào mà anh em bảo có bộ nào? Bộ này á? Đây á? Mẹ Cyberpunk à? Thôi, đéo ai đã thế giới bình thường Cyberpunk 2077 à? Bộ này thì nó quá bình thường. Bộ này thì trông mẹ như dở hơi. Bộ mũ cối á? Hết rồi, đến đây là hết rồi, làm gì có bộ mũ cối nào? Bộ mũ cối nào? Có. Cứ kéo xuống, đéo hiểu kéo xuống cái gì luôn đi. Kéo xuống đâu? Đến đây hết mẹ rồi còn đâu mà kéo xuống. Ờ, làm người không muốn nghe lại muốn làm đờ bờ rờ rờ à? Mua hồng quân được tặng xe tăng. Ờ, xem nào. 1.500 này là bao nhiêu? Không đủ pha credit. Bạn có muốn mua credit không? 1.500 là bao nhiêu sàng? Ôi dồi ôi, 1.500 là mình phải mua tổng cộng là 224.000 cộng với 112.000 bằng 336.000 anh em à. Chạy nhanh ra chợ rồi mua được cái bộ 300.000 cũng được cái bộ dàn bộ coi như là áo xanh Việt Nam 300k anh em à. Không phải mua à? Xấu lắm à? Thôi à? Hay là mình lại chơi cho anh em vote nhá. Nào, vote với tiêu đề là Boom có khóc không? Đấy. Boom có khóc không anh em nhá? Phương án 1 là Boom có khóc, có nghĩa là mua. Phương án 2 là Boom không phải khóc. Mời anh em bắt đầu vote ạ. 1. Boom khóc. 2. Boom không khóc. Mời anh em bắt đầu vote, chúng ta có 1 phút để vote. Anh em nhìn ngay con mèo ở trên cái hộp quà ở ngay phía dưới khu vực cả chat trên mobile và cả ở trên web. Mời anh em ạ. Ôi giời, vừa vào lực lượng Boom không khóc đã áp đảo lực lượng Boom khóc rồi. Lực lượng các anh em Boom không khóc đang vượt trước Boom khóc khoảng 500 người. Vẫn luôn duy trì ở mức 500. Bây giờ tăng lên 600 rồi, 700 rồi. Sắp sửa vẫn là, vâng vẫn là 700. Cách nhau vẫn 700 vote. Vẫn là 700. Chúng ta còn 18 giây. Vẫn là 700. Khoảng cách quá lớn. 800 rồi. Khoảng cách lên đến 800 rồi. Boom xúc động với các cô chú quá. Các cô chú thật tốt. Ôi giời ơi. Cách biệt đến bây giờ tổng cộng là 900 anh em ạ. 900 lượt vót để cháu Boom không khóc. Boom cảm ơn các cô, các chú. Rồi, việc vót đã kết thúc. Các cô chú quá nhân văn. Rồi, ok. Thế thì đi thôi. Không thằng nào được lấy hộp sữa của cháu tôi. Kinh ấy. Thế mà lần trước cái hồi tôi chơi Assassin's Creed thì đéo có cái không biết được cái vote này game nhở. Lúc đấy mình biết cái vụ vote này có phải là hay không. Mẹ biết thì có phải là đỡ mẹ Boom có phải là ngậm cười từ bao giờ rồi không. Đây chúng ta đi 2 cây số sẽ đến chỗ khẩu AK thôi. Tụi nó bấm nhầm đấy.
gớm, mấy thằng vốt hai chẳng qua vì nó đéo thích bộ hồng quân xấu thôi, tôi lạ đéo gì. À, thực ra nếu mà nói về lịch sử các cái bộ, có phải nói loang quang với anh em một tí là trong lịch sử những cái bộ quân đội, bộ kiểu đồng phục quân sự mà đẹp nhất thì tôi vẫn kết nhất là Phát xít Đức, Đức Quốc xã. Mặc dù là chúng nó ác thật, mẹ chúng nó dã man thật, nhưng mà mẹ đồng phục của chó đẹp thì chúng ta phải công nhận anh em ạ. Mẹ từ sĩ quan cho đến quân lính, mà đặc biệt là mẹ đồng phục sĩ quan đẹp, mẹ nhìn nó thượng đẳng vãi chưởng. Đến đây rồi, ra luôn. Máy bay vứt luôn. Nhà giàu cần gì tiếc dăm ba cái máy bay. Hàng của Hugo Boss thiết kế mà. Bố đời. Đây, khu làng mà chúng ta sẽ vào lấy được khẩu AK đây. Đúng rồi, Manito đây. El Tigre, what is with Maldito? This place is giving me the creeps. Oh, cái lão Tigre bảo mình ra ngay khỏi ngôi làng này, bởi vì ngôi làng này nó rất là đen đủi. Khi vào cái ngôi làng này, kiểu ngôi làng này chắc là người dân như bị chết hết hay sao ấy. Ông kia ông bảo là mình đi đến đây phải cẩn thận, mới rất là đen đủi. Ôi rồi ôi, mẹ, khu này chắc là bị quân chính phủ nó thiêu sống tất cả người dân ở đây sao ấy. Dân làng bị thiêu sống hết. Khổ. Ôi, cái gì? À, đây rồi, khẩu AK của chúng ta đây. Ôi ôi, Death Rito. Lắp vào luôn, không nói nhiều. Khẩu súng máy này phắn luôn cho tao nhờ. Rồi, đây. Ôi em nhìn được. Chủa lừa cũng chỉ đến được như thế này. Tôi thật. Nào, đố anh em tìm được chùa lừa có ban được khẩu này không? Bố của chùa lừa luôn đi chứ. Nhìn nhá. Cham. Đẹp rồi anh em. Đam thì có vẻ hơi yếu. Ừ, đam thì có vẻ hơi yếu, nhưng mà không sao, đẹp là được. Có gì chúng ta mua một cái khẩu AK ở trong shop xong chúng ta đi nâng cấp thì cũng được, chúng ta sơn sau thì cũng được. Mà trước mắt cứ dùng khẩu này đã. Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục cốt truyện chính em nhá, không mất thời gian nữa. Chúng ta lấy hai khẩu súng rồi, rồi là đầy đủ, chúng ta thể làm cốt truyện chính rồi. Quay trở về khu vực đây, cách xa vậy. Nếu ở xa mình có thể đi xa thì đi như thế luôn, 8 cây số. AK như truy kích. Nâng full option không nâng được anh em ơi. Mấy khẩu mấy khẩu này nó gọi là mấy khẩu, nó gọi là unique weapon thì chúng ta không nâng cấp được. Ôi rồi, trông ông lợn ông ngủ trông kìa. Trông ông lợn ông ngủ. Anh em nhìn này, mấy khẩu này là chúng ta không nâng cấp được. Nếu mà chúng ta muốn nâng cấp thì chúng ta phải mua. Đây anh em có thể nhìn thấy đây. This unique weapon cannot be improved with the workbench. Không thể improve được nữa. Muốn improve thì chúng ta phải mua AK, chúng ta tự mua AK trong shop ấy. Chúng ta tự chúng ta gì. Nếu anh em thích thì chúng ta mua cũng được, chả sao. Nhưng mà cứ đi làm cái nhiệm vụ chính nữa nhá, rồi sau đấy mua gì thì mua. Đây tôi phải đi khổ. Mình phải đi chuẩn bị một cái bữa ăn cho em chó. Gotta be honest. Who is a good boy? Good. Just the face I wanna see. So we're good friends now, see? No hard feelings. Từ từ đã. That's cool. Oh, we were friends. But xem này nó ăn cái gì?
Là con này đã. Ôi rồi, tôi lại còn phải chế cả món ăn cho chó ăn à. Đầu tiên là thịt của cá sấu, thứ hai là đậu đen, thứ ba là cái nước có tên là rose water, là nước hoa hồng à. Ôi khiếp, mẹ đòi lắm thứ thế. Này thì kiếm đâu ra cho nó được cơ chứ lại. Mẹ chó gì mà ăn kinh vậy. Mẹ chó đòi mẹ ăn thịt cá sấu với lại đậu đen với lại rose water. Chó này chó gì. It's a revolution. I get it. I have all this old meat. You want a snack? Yeah, you do. Chó ăn cứt luôn. Từ từ đã, trong cái làng này không có chỗ bán súng à? Anh em thích thì tôi mua luôn được, mà trong cái làng này nó không có chỗ bán súng. Muốn mua súng thì mình phải, hình như nếu tôi nhớ không nhầm là cái chỗ dưới này này có thằng bán súng thì phải. Lúc nãy lúc tôi chiếm cái chỗ này là có thằng bán súng hay sao? Ô, xong nhiệm vụ luôn à? Ô, ngon. Thế đám nào có đủ luôn đồ luôn cho tôi ăn luôn này. Ngon. Ồ, con chó bị liệt hai chân sau nó phải dùng cái bánh xe. Peta đâu vào mà xem đi này. Anh em cứ suốt ngày thôi ra đây làm trận gà đấy anh em ạ. Chúng ta vừa làm việc tốt rồi, chúng ta thì đi đá gà thoải mái rồi anh em ơi. Khu đá gà đâu nhỉ? Vừa làm việc tốt xong đi đá gà thôi. Có some cockfighting here. Đây rồi, mức độ khó nhất rồi anh em nhé. Revolutionary được tặng 500 tiền cộng với cả một cái boxing, một cái kiểu như là một cái để gắn lên súng, trang trí súng hình đôi găng tay đấm bốc. Thế nào anh em, ứng viên nào đấy? Tiếp tục là ứng viên đến từ Việt Nam hay là ứng viên nào đấy? Xanh đỏ. Ui, mặt xanh đỏ chính là tôi mà. Đấy là tôi. Đây là tôi. Chắc chắn đây là tôi. Mặt xanh đỏ luôn. Dũng gà. Chính là tôi bại luôn. Vào luôn. Không nói nhiều. Đúng avatar luôn. Con này đánh làm sao được với tôi. Nói thật câu cho nhanh. Này, nhìn tôi đánh cho nó này. Bù lão ấy. Ây da. Bù lão. Ây da. Ây da. Con này kinh ấy. Bù lão. Bù lão. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Tuổi. Ây da. Tuổi. Ây da. Ây da. Nó tránh được cái đòn đúng tỉ tôi rồi. Ây da. À, vào đây. Mày vào đây. Vào đây. Bố lão. Ây da. Mổ đau thế nhở. Bố lão. Xong phim. Ui dồi ôi. 1-0 cho sẽ tê dung. Vào đây. Vào đây. Ulti trượt. Ulti trượt. Ulti trượt.
Bố láo. Bố láo. Ây da. Trận đấu một chiều quá. Trận đấu một chiều quá. Nhạc nhòe. Vua solo. Làm người tôi chuyển sinh thành gà lúc nào không hay. Gà cơ. Mẹ. Gà cơ anh em ạ. À, con chó này nó có một thứ nó muốn cho mình xem. Thứ gì? Đâu? Nó có gì muốn cho tao xem? Trông cái dáng nó chạy trông khổ. Trông. Đâu? Có cái gì? Mày muốn dẫn tao đi đâu? Ồ, nó bới đất. Có gì nó tặng tôi? Ha, kinh quá nhở? Ngon, thank you luôn. Kinh phết. Bới đồ cho mình luôn ạ, à, dễ thương vậy. Lại bới tiếp. Another present. Lại có quà tiếp. You're too good to me. Kinh. Cho ăn cái, tặng quà liên xoạch xoạch. Ôi rồi, nó cho mình thịt. Nó bới cho mình thịt. Mấy thịt gà, thịt ghiếc, mấy cái thứ linh tinh. À, còn gì nữa, muốn tặng tao nữa. You got stashes all over the place. Đây 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 đây. You don't get it. Được cái chìa khóa, chả hiểu. Đưa cho mình cái chìa khóa. Xây shop mua súng à? À, tại mình có thể xây shop được hả? Ok, từ từ đã. Ừ, đúng rồi, tôi nhớ trước là mình có thể xây được mà. Cơ chế nó giống kiểu Assassin's Creed bản mới nhất thôi. Valhalla. Chúng ta có thể xây được. Coño. You really been holding out on us, huh? Merda. You're really spoiling me. Đây, cho mình thêm một gunpowder để nâng cấp súng tuyệt vời. Thank you luôn. Nhiều lắm quá mày. Quá lắm quá luôn vậy mày. Đừng làm thế tao ngượng. Một không tám không lại lag rồi anh ơi nha. Tí nữa chắc là hôm nay đấy. Lolo vừa báo là bị cháy mất hay server mà anh em. Anh em thông cảm nhá. Được cái cham hình xương chó. Ok. Nào đi xây một cái chỗ để mua súng. Khẩu AK của mình phải bố đời mới được. Cái thằng mà nó xây dựng ở đâu nhỉ anh em nhỉ? Cái thằng xây dựng đây thì phải. À đâu đây là chỗ để nâng cấp súng. Cái chỗ xây dựng đâu nhỉ anh em nhỉ? Tôi muốn hỏi cái chỗ để mình có thể xây dựng được thêm nhà cửa nó là ở chỗ nào? Chỗ này là chỗ nâng cấp súng. Chứ không phải là chỗ ấy. Cháy phát hai server điêu. Chuyện bình thường mà anh em. Server nó có bị lỗi là cái chuyện rất bình thường. Anh em mà làm công việc mà liên quan đến server kỹ thuật anh em sẽ hiểu. Đâu nhỉ? Thằng có hình cái búa ở đây 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 đây. Good to see you, Danny. Đây đúng không? Làm gì có bán súng? À đây, weaponry and training đây. Súng đây rồi. Xây luôn. Cảm ơn anh em không phải senpai. Cửa hàng súng ngay. À, đến xem chị có đồ gì hay hơn cái này. Đây rồi.
Chúng ta có một khẩu AKM ở cái mức độ gọi là vớ vẩn nhất. Mua luôn. Và chúng ta mang đi nâng cấp khẩu đấy lên anh em nhé. Chúng ta còn có một khẩu sniper riplo. Mua luôn một khẩu sniper riplo ở chúng ta nâng cũng được. Có một khẩu AK-47 nữa có thể mua cũng được. Rồi. I hope you fucking kill Gus. Chúng ta có AKM và AK-47. Dùng AKM nha anh em nhé. AK-47 thì nó được cái là trông nó thuần chất. Thuần chất nhất. AKM thì là sau này rồi. AKM là sau này rồi. Nhưng khi AK sau này có sự phát triển, AK-47 nhá. Cho chuẩn bài nhá. Ok, đi nâng cấp thôi. Tio, really. Hey, look, it's Danny. Thêm cẩu 308. Đâu nhỉ? Cái bàn nâng cấp đâu nhỉ? Cái này ngày xưa gọi là AK cụ hồ đấy. Kìa. Hết tiền mình lại ra đá ga lại đầy tiền ngay mà. Thoải mái luôn. Thế nào? K47 nhá. Xem nâng cấp được cái gì nào. Mod AK thì thường là mạnh nhất ở cái việc đó là cái sức công phá của nó anh em ạ. Sức công phá. Tôi sẽ xem trong này cái nào, cái mod nào sức công phá. Cái này đây, sức công phá đây. Tức là khi mà mình, tôi toàn bắn vào đầu địch thôi. Cho nên là chúng ta, tôi toàn chơi vào đầu địch thì chúng ta, cái này là nâng damage khi bắn vào người địch. Cái này là tăng thêm damage cho kẻ thù một ít máu. Cái này là tăng thêm damage cho kẻ thù mà kiểu level thấp hơn tôi. Cái này là thay đạn nhanh à? Cái là khi mình chạy vừa bắn nhanh hơn. Đây, improve arm weapon damage có nghĩa là khi mà chúng ta arm lên thì damage sẽ cao hơn. Được đấy. Khi chúng ta ngắm đầu ruồi, đầu giếc gì đấy thì damage sẽ cao hơn. Nó giật toàn vào người à? Nhưng mà cái này thì khi mình ngắm đầu ruồi sẽ tăng thêm đam đi. Bởi vì tôi hay ngắm bắn bằng đầu ruồi mà. Tôi nghĩ là tôi sẽ cộng cái này. Rồi, cứ cộng cái này trước đi đã. Rồi, tiếp tục là chúng ta phải làm quả mẹ giảm thanh bố đời. Mời kích vào xem thôi mà, cái thằng khốn nạn. Tao mới kích vào xem thôi, đừng có tính của tao. Mày cái tiêu hiểu đi, để người ta xem đã chú. Mất mẹ nó hai cái rồi. Tiêu hiểu. Thôi cũng được anh em ạ, cái này nó giảm giật. AK của chúng ta là rất là giật. Cho nên là đáng đã phải mua cái này cho giảm giật anh em ạ, đúng. Mua cái này để cho giảm giật, không sao. Tốt. May, tí nhất thì vỡ mồm. Yên chúng ta xem thế nào chứ. 4x. Ngắm 4x vào AK. Hay là chơi Red Dot hay là chơi Holo đây các bạn. Red Dot nhá. Cái này là ngắm 4x. 4x Red Dot nhá. 6x á? Mẹ AK 6x làm gì? Mà trong này chỉ có 5x là nhất rồi mà nó khóa rồi. Tôi không đủ. Thôi Red Dot nhá. Đầu ruồi. Rồi Red Dot thôi. Mình có súng bắn xa riêng rồi. Red Dot thôi. Ok, Red Dot xong. Đạn. Chúng ta AK thì nó phải là đạn xuyên giáp anh em nhá. Đạn xuyên giáp. Bất kỳ thằng địch nào mà mặc cái kiểu vậy. Ôi từ từ đã. Từ từ đã anh em ơi. Từ từ đã.
còn có cả nâng cấp là độc luôn nhá. Khi tôi bắn đạn ra sẽ khiến cho kẻ thù bị dính độc, và khi kẻ thù dính độc có đứng gần nhau thì còn nhiễm độc cho nhau. Mình cần thêm có một cái recycle fastener, recycle fastener nữa, đạn độc. Ờ nhưng mà giảm mất damage anh em ạ. Ừ đéo được. Giảm mất damage. Cái này là khiến cho đạn bay thẳng này không bị bay kiểu nó tăng cái velocity, có nghĩa là đường đạn luôn luôn thẳng. Theo anh em thì chúng ta nâng đường đạn thẳng hay là chúng ta tăng tí damage lên, hay chúng ta nâng về mặt đường đạn cho đường đạn nó thẳng xuyên giáp nhá. À, cả hệ đường môn. Rồi thế xuyên giáp, đường đạo thẳng, xuyên giáp chuẩn. Ok luôn. À đến tiết mục sơn thôi anh em. Sơn thôi. Chúng ta có thể lấy ngay cái sơn của khẩu Deadrai cho vào khẩu này. Đấy, nó hay ở chỗ như thế. Hay là chúng ta phải làm quả AK sơn xanh cho đúng kiểu bộ đội Việt Nam mình trong rừng nhở. Nhá, làm quả AK sơn xanh cho đúng kiểu bộ đội Việt Nam mình trong rừng. Được, cái này mới là đúng này. Mà đéo mua được. À được rồi. Này là đúng rồi. Đúng chất AK ở Việt Nam này. Hay là AK vàng. AK vàng nha bạn. AK vàng mẹ luôn. Không nói nhiều. Nhìn thấy khẩu vàng tôi phải mua luôn. Cái tầm này vàng luôn. Hoàng kim công tử. Không có nói nhiều. Rồi xong rồi đấy. À từ từ, chết còn chưa lắp cái... chưa lắp cái cham. Vừa mới được quả cục cham xương chó. À không, cham đấm bốc đẹp hơn. Ừ. Vừa mới được quả cham đấm bốc. Cái này thì hợp hơn. Nhưng mà cho quả đấm bốc vào trông đẹp hơn. AK-47 Gold đột kích. À, làm nhiệm vụ chính tiếp. Good. So we're good friends now, see? No hard feelings. Nó bảo mình cần phải đi ăn cắp một cái xe tải chở vũ khí, chở đạn dược của bọn quân chính phủ xong mang về đây. Thế nhiệm vụ chính là cái nào nhỉ? Từ từ đã, tôi xem hệ thống nhiệm vụ như nào đã. Chưa anh em ạ, mình vẫn phải tiếp tục làm cái nhiệm vụ này tiếp. Chưa có nhiệm vụ mới. Bắt buộc phải làm nhiệm vụ này. So, suerte. Bring it back and we'll talk. Đi. Ui xôi ôi mẹ. Ui xôi ôi. Vàng chóe mẹ màn hình luôn à. Chói mắt quá. Chói mắt quá. Ui xôi ôi. Trời ơi, vàng chóe hết cả lên như này. Đằng này nó sơn, nó phải sơn luôn cả cái ngắm nhở. 1000m cả. Gọi con ngựa đi cho nó đỡ khổ. Hey horse. Ready to go. Be nice horse. Xấu kinh dị. Anh em. Với anh em thì cái đéo chả xấu. Với các anh em trên kênh tôi thì may ra chỉ có Tifa và Erit là anh em đéo chê xấu. Còn lại tôi chơi game bao năm nay tôi chưa thấy game khen đéo gà được cái gì luôn. Còn đéo đó anh em bảo xấu. Cái đéo thì anh em bảo xấu. Mỗi Tifa và Erit là anh em coi như là tớn lên rồi. Khó tính lắm. Thế nhá, là có thằng nào lái xe kiểu gì kia? Ok. Đây nhá, anh em nhìn nhá. Không chỉ riêng tôi lái xe ngu nhá. Anh em thấy chúng nó lái chưa?
Thấy lái gu chưa? Nhìn thấy chưa? Đây nhá, nhìn rõ ràng nhá. Rõ ràng chưa? Em có lại bảo tôi lái xe ngu. Bọn kia cũng ngu thôi mà. Let's go. Các bạn vừa vừa phải phản các bạn ơi. Tránh đường tôi đi cái. Nói nhiều. Tết AK luôn. Ủa không giật tí gì luôn anh em bạn, ngon vãi. Không giật tí gì luôn. Ngon vãi cất thề. Đúng mà lắp cái kia vào đúng là nó cũng có khác thật. Từ xin con xe đi đã. Sơn rồi dập làm sao được đúng không? Billy, I'm at the marina. Now, whatever happens, just don't bounce the sweet baby. What? The truck, don't damage it. Mình không được làm hỏng cái xe, không được làm hỏng cái xe tải. Bouncing baby Philly, got it. You're gonna make baby Philly. Test xuống mới luôn. Just bring that truck back in one piece, okay, hero? Cái gì đấy? Eyes up, Danny. Mẹ đám mẹ sao tự nhiên mù đặc vậy? Nói nhiều. Chó nhiều. Vậy súng ngon quá. Nói nhiều. Bố láo, bố lếu. Bố láo, bố lếu, bố láo à. Mày chơi giáp với tao á? Mày biết tao quá cao xuyên giáp không? Bố láo tao á? Thằng này làm sao? Còn ai? Em này làm sao? Bố láo anh á? Em nào nữa? Em này á? Đừng bố láo với anh em. Đừng bố láo anh em. Đừng bố láo anh em. Bố láo anh à? Bố láo anh à? Bố đứa nào? Mày giúp anh luôn cái. Quá vớ vẩn. Ôi chết trượt, đây chết đeo trượt nhỉ, trượt. Bạn tớ ở đâu đấy? Bạn tớ ở đâu đấy? Bạn nhầm người rồi bạn. Bạn bắn ai? Bắn tớ đấy, bạn quá ngu. Cá sấu này. Hôm nay mình có chiếm được không nhỉ? Không chiếm được anh em ạ. À có chiếm được mà. Tưởng tôi đi giết hết chúng nó đã. Mấy pha kia nó có hơi lỗi tí. Ở chỗ này mình không chiếm được nhỉ? Thường là trong mỗi khu này nó sẽ có một thằng nó gọi là kiểu thằng boss ấy. Thằng đội trưởng ấy. Mình giết nó là mình sẽ chiếm được khu này luôn mà đéo hiểu sao nãy giờ chả thấy thằng đội trưởng đâu. Ừ.
cho con chó đi theo á. Thôi tôi bảo với anh em rồi mà, tôi bây giờ là tôi chơi, bây giờ là tôi không động đến chó trước gì luôn. Mang chó đi xong rồi chẳng may mà có không cứu hay là khiến chó chết phát thì chết nhá. Report bất kênh đấy. Tốt nhất chúng ta không nên động. Làm sao để có thể ra được khỏi cái cổng này? Mở cổng này kiểu gì? Chó đi theo tôi rồi à? Đạch. Thế à? Đây chó ơi. Ôi giời ơi, sao mày đi theo tao từ nãy giờ à? Vẫn tưởng con sư tử khổ. Thôi thì chuyển về sư tử khổ nhá. Đi về đi nhá. Ủa khiếp, cho về cái chạy nhanh thế. Nó làm nào để mở cái cửa kia nhỉ? Hình như đường này có phải đường đi đéo đâu. Nó phải đi đường kia sao chứ. Now to get this bad boy back to Philly. Đi cẩn thận, có hỏng xe thì vỡ mồm. Đây chúng ta phải ra bằng đường này. Ui đi từ bình tĩnh. Lái xe đâm ngang đâm dọc, hỏng xe là thôi đấy. Đâm vào anh. Thôi em ơi. Thôi. Bày kênh này. Đùa đâu. Đi xe chuẩn chỉ luôn nhá, chấp hành đúng luật lệ giao. Còn nhà bà Thông đi một cách chuẩn chỉ, lái xe mượt mà. Không hút người như đầu game nữa. À không hút người không sai anh em nhá. Hút người hoặc là bắn người không sai anh em. Mọi người chả có một cái nó gọi là, chả có một cái tổ chức bảo vệ quyền loài người nào người ta lên án cải các bạn. Không sao. Chứ bây giờ mà lại có một cái tổ chức nào đấy đại diện cho quyền con người lên tiếng vì việc coi như là trong game có cảnh bắn nhau. Đây có hệ thống đường mòn, chúng ta bắt buộc phải đi đường mòn thôi. Đường mòn này chúng ta đi thẳng lên, rẽ vào. Human right, không có con kiệt lâm phạm. À thế là có hả anh em? À thế mà thế nào mẹ, trong mấy con game bắn súng này nó giết người như ngoé thì chả ai tổ chức đấy lên tiếng nhở? Tổ chức làm ăn chán quá, cha lên tiếng gì? Ta lẽ họ phải lên tiếng chứ. Đề nghị game Far Cry 6 bỏ chi tiết bắn nhau bị thương con người. Nào mà lại họ lại không lên tiếng nào nhỉ? Phải lên tiếng chứ. Đây rồi, đạn dược đây rồi. The hero returns. Yeah, and the hero needs room. Figa.
What is happening here? Cái gì đấy? Có phải đạn dược đéo đâu? Cái này là thuốc mà. Ôi dồi, Vương Liệm à. Hard to get. Ôi dồi ôi. À đâu? Everything got another purpose, hero. Có đúng là Vương Liệm không anh em? Hay là cái gì đấy? Tôi vừa nhìn thấy có gì trắng trắng. Sốp à? Ừ, hay là thế nào? Chả hiểu. Ờ, cái đấy là cái miếng xốp lót thôi đúng không? Ờ, chắc là cái miếng xốp lót thôi sao ấy chứ. How many times are we gonna bail them out, papa? When thế sao lại đơ bố ở đây rồi? Sao vẫn nghe thì tiếng trong khi coi như là hình thì không thấy gì. Đơ rồi. Game đã đơ. Xong. Oh no, is crashed. Phạt ngày 6 crashed. Have earth out by sending a crash report so we can figure out what went wrong. Don't ask me to send crash report anymore. Send crash report. Nó ghi là White Gold là Mai Thúy đấy anh. Ừ, cái quả đấy là Mai Thúy mà. Bởi vì là mình mang về, thằng kia nó xúc tay lên, nó nhìn xong rồi mình, nhân vật chính của mình còn hỏi là anh sai tôi đi lấy cái thứ này về à đấy. Chứ đâu có phải là xốp được. Xốp thì nó lại bình thường quá. White Gold vàng trắng thì đúng. Rồi, vào lại. Mà tại sao lại không có tổ chức game quyền nhỉ? Cái việc mà chúng ta đưa game ra xong rồi làm game xong rồi khiến cho game bị crash ý, nó cũng là đối xử coi như là không nhân văn với lại game mà. Tôi đề xuất là chúng ta cần phải có một tổ chức gọi là tổ chức game quyền nhá. Vịnh Xuân Quyền. Đụt sờ tôi đua đứng lên kêu gọi đi Hoàng Linh Trần. Úi, luôn đi chứ. Ông thời đầu cũng correct nói gì. Cái gì Thu Nguyễn tóc so. Ừ, tôi thật là game luôn. Ở Việt Nam mình làm gì có thằng nào tự nhiên vỗ ngực là từ hồi trẻ đến già. Đéo bao giờ chơi game correct. Tôi thật là game luôn. Có anh em nào dám vỗ ngực với tôi là từ tận cái lúc anh em từ đầu từ xưa giờ anh em chưa bao giờ anh em xài game correct, hay là anh em chưa xài win correct không? Có anh em nào không? Giơ tay giúp tôi cái. Chỉ có là sau này thì mình có điều kiện thì mình mua game ủng hộ nhà sản xuất, chứ còn làm thằng đéo nào mà chả từng anh em nhở. Khổ tôi là tôi cứ nói thẳng nói thật mẹ luôn cho nhanh. Dấu diếm đéo. Tôi đây. Ôi kịch. Tôi em. À, thằng Jose là bắt người của mấy ông này. Đó là lỗi của con. Bố nói với con rất nhiều lần rồi. Con chả giờ chịu nghe lời bố, mới để người chúng ta bị hắn ta bắt. Thế giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta cứ để họ bị họ bắt như thế à? Họ sẽ bị tra tấn đấy. Năm người, chúng ta sẽ đi vào cứu người chúng ta ra, giết bất kỳ kẻ nào ngán đường chúng ta. Sẽ có quân đội ở bên cạnh hắn đấy. You can see everything from there. À, mình sẽ đột nhập bên trên một cái tháp. Lên cái tháp đấy. Theo dõi vấn đề sau đó là tấn công bọn nó. Cậu sẽ cần phải có một cái khẩu súng ngắm. Scope cao. Tôi sẽ chuẩn bị súng.
Philly waits at the radio tower. And no cell phones. Per usata al final, Camila. Then, would you care if I told you you went after Imelda and Ines too? Because you slept with them. Wake up. Wake up? Kênh nhiều người giàu ghê donate cho ông đi Tùng Lâm ơi. Thế anh em không biết rồi. Kênh tôi là kênh mà viewer nhân văn nhất, coi như là Vịnh Bắc Bộ. Viewer cũng giàu nhất mẹ luôn. Nên là mình sẽ cần phải lên cái tháp của cái nhà thờ ở cái thị trấn Verdura. Đến đấy là mình sẽ theo dõi vào trong cái trụ sở của bọn kia để chuẩn bị cho cái bác giải cứu. Đi. Lái máy bay đi thôi. Bây giờ chơi là chúng ta cứ phải máy bay kìa bạn. Nhanh. Cưỡi ngựa với lại chở xe ô tô. Suốt ngày cứ phải nhìn đường khổ ra. Cứ máy bay là sướng nhất. Chả phải để ý đường xá gì, cứ lao thẳng xuyên thục. Nhanh. Anh công nhận với tôi không? Màn hình Dũng là 24K hay 2K vậy fanboy Yến Nhi? Yến Nhi ơi, màn hình của Dũng là màn hình Full HD nhá, 1920x1080 60Hz Yến Nhi nhá. Ừ, Yến Nhi ạ, màn hình của Dũng đấy Nhi ơi. Xịn không Nhi? Xịn nhất mợ nó quả đất luôn. Anh em bảo là văn à? Đấy. Cho anh em xem luôn, anh em lại bảo tôi văn. Đâu nhỉ? Ra từ từ tôi phải ra Windows đã. Làm nào để bách được ra cái bên ngoài nhỉ? Đấy, hoặc là anh em thể xem ngay trong này cũng ra mà. Option này. Video này. Đây. Refresh rate 60. Display resolution 1920x1080. Khủng long Dino. Sâu luôn cho nhanh, đỡ mất thời gian. Có lẽ phải ra ngoài màn hình phải ra ngoài Windows cho anh em xem. Khổ sở ra. Mệt người. À, cho mày bắn đi. Mày bắn cháy máy bay của tao đi. Bắn cháy luôn tao xem. Mày bắn luôn tao cái. Bắn đi, bắn đi, bắn luôn đi, bắn luôn tao chơi. Tao ra khỏi máy bay luôn, bắn rồi, bắn đi. À, máy bay rơi rồi. Đờ mờ mua quả Regen 9 mà xài quả màn nông dân. Anh em ơi, Regen 9 là máy sửa chim, tôi nói với anh em đéo biết bao nhiêu lần rồi, anh em vẫn cứ vẽ Regen 9 đéo hiểu. Đấy, từ từ. Có lính, chúng nó không biết tuổi đây. Mình quá bố đời luôn. Mẹ phêu mẹ rồi. Bị nó nhìn thấy cái phêu luôn à. Từ từ đã. Nấp đã. Rồi đấy. Lấy được khẩu sniper ở đây rồi. Ấy ra, thổi kèn. Chết, đứng giữa sân thổi kèn này chết. Đổ Ragunov anh em ơi. Kinh đi chứ. Không biết là mình có được giữ khẩu Ragunov này không.
Đây bọn này nó bắt tù, dẫn tù đi đây. Nó bắt người của mình mà. Quả khẩu này được đấy. Ông ấy đây rồi, ông Carlos đây rồi. Philly đang ở đây. Đây là em Espada đây đúng không? Đầu luôn. Tôi thấy rô xe rồi. Đừng có bắn đến khi nào tôi bảo. Các bạn Yaran, ngày hôm nay tôi rất vinh dự đứng đây với sự có mặt của các bạn. Đây là bọn fake Yaran. Bọn chúng không được phép ở đây, ở trong thiên đường của chúng ta. Bọn chúng bắt được Alejandro rồi. Rút dao luôn. Chúng ta cần phải trừng phạt cho tội ác của bọn chúng. Bọn chúng sẽ bị treo cổ. Đấy, có tiếng này át tiếng súng bắn luôn. Chúng ta làm gì đây Carlos? Carlos! Ơ kìa, để nó treo mẹ cổ bắn đi. Ôi giời ơi, bắn đi. Đéo có đạn. Hay là mình bị bay à? Ơ kìa. Thế đéo nào súng lại. Vai, nó treo cổ bằng ghế mẹ. Bằng cái mũi đấy xe tăng à. Ôi giời ơi, nó chiếu cả lên tivi luôn. Live show stream trực tiếp mẹ luôn. Kinh quá nhở. Kẹt đạn à? Đéo hiểu súng kẹt đạn. Ở trên tháp kia mấy thằng ngu. Ủa, nó bắn lên tháp rồi. Chạy. Kế được có mỗi một người thôi. Có bom, bọn này nó gài sẵn rồi mà. Ông kia chết luôn. Ông kia chết rồi. Chúng nó biết hết rồi, nó gài sẵn hết rồi. Nó biết kế hoạch của bọn này hết rồi. Cài mẹ cả bom luôn mà. Ông kia coi như là chết cùng với bom à. Kịp đẩy thằng này ra. Sao không nén đi? Không kịp. You cover me, understand? Có thằng phản nội gián rồi. Chắc là không kịp ném khổ. I got him. They just keep coming. Camila. Từ từ đã, phải giết mấy thằng kia đã, mình đi ra khỏi đây được. Cái xe tăng ngay đằng trước kia đúng không? Nào đi. Cảm ơn cho anh các bạn. Có em sư tử đi trước rồi, phải sợ. Đừng bố láo. Đường nào? Mẹ nó lại chạy đường này mới đau chứ. Bắn chúng nó đi em ơi. Con kia nó cover kiểu gì luôn. Đi nhanh lên. Camila,
ngủ nào anh. Đi nhanh lên. Ôi, cái đất. Ôi trời. Em sư tử năm thôi. Thôi kệ thôi. In memory of sư tử. Khá đơn giản. Let's get the fuck out of here. Come on, let's go now. Thằng em Philly đến đón. Mà chắc gì ông kia đã chết. Chúng ta chỉ nhìn thấy cảnh nổ thôi chứ đã nhìn thấy xác ông ấy đâu. Có khi là ông ấy giả chết cũng nên ấy chứ. Ông ấy ném bay đi rồi. Nó mới đau chứ. Đáp bom xuyên mẹ xe luôn thì anh em phải hiểu nó như thế nào. Ca chiêu xa vô hạn phải đợi hồi. Vô hạn được thì tốt quá. Bắn đau lắm. Thôi, cái nhiệm vụ này khó thế. Làm khó một cách vô lý. Súng thì giật mẹ tung cả đít. Máu nhanh lên. Lại còn cái trực thăng nữa cơ. Bố lại chúng bay con chó game. Bố thua chúng bay rồi. Thế thì bố thua chúng bay rồi. Bố nói thật. Bố thua chúng bay. Bố mày thua chúng bay. Ồ. Thế nếu là mình chưa chết. Mình thoát rồi. Thế lực đạo giúp tôi sống. What the fuck happened to you, Danny? You were supposed to biết, cover biết up. Lấy game. Biết lấy. Defective gun. Fuck. I knew we couldn't just have been so shit. They knew we were coming. The whole thing was a setup. Trong lúc vô vọng anh em ạ. Chết chín mạng không biết ngồi là gì. Anh em cứ nghĩ là ngồi đéo bất máu đấy. Ngồi là vẫn bắn cho phọt cứt ra ngồi đấy mà ngồi không bất máu. Chỉ tại mày đấy tao chết 9 lần đấy con ạ. Đấy mà thằng này cũng sắp chết bố nơi rồi. Cũng phải hấp. Cũng hấp hối. Ơ thằng này. Thằng cha này rồi. Thằng khốn nạn tay trong đây rồi. Thằng tay trong đây. Cô đang nghĩ gì vậy? Vậy Camila, cô đừng có nghĩ như vậy.
We already know he's a fucking traitor. Hắn ta mới là thằng phản bội. Còn thằng Philly thì sao? Ôi dồi ôi. Thằng phản bội đây rồi. Thằng này là thằng mà phần trước mình vừa mới cứu xong chứ. Các người đã khiến để nguyên tôi bị bọn nó tra tấn ở cái trại của bọn chúng. Thái nó thù mình. Ôi, quả vẽ, quả vẽ. Quả máy hút nha, có cái gì máy giật tim à? Kinh. Tự chế quả máy vẽ sốc điện. Ôi dồi. I could have given up this whole fucking camp, but I didn't. Thái nó bực vì lần trước là mình để nó bị tra tấn. Mặc dù là mình cứu nó về nhưng mà nó vẫn giữ cái sự mối thù với cả mình. Cảm ơn tin. Ôi. Ui. 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 Ngọt vãi cục. Khử dung tim. Sốc điện. Nếu hiểu quả vậy cắt ngọt. Kích bình ắc quy xe hơi à? Balance your stance. A lion. Đây rồi. Khổ. Đây là thằng con trai của lão Castillo đây. Đang dạy con bắn. Thằng Jose kìa. Thằng Jose cũng là thân tín của thằng cha Castillo mà. Carlos Montero đã chết rồi, thưa ngài. Bây giờ mấy cái trại trồng thuốc lá của chúng ta đã được bọn tôi thâu tóm hết rồi. Quinh vậy. Bien. Bien. Làm tốt lắm. Your cousin seeks praise, Diego. If I knew his plan. Anh họ của con làm rất tốt đấy Diego ạ. Run deep in the farmlands. 200 years. Gia đình Montero đã ở khu vực đấy 200 năm. Diego. How many of your uncle's soldiers come from the farmlands? 80%, papa. Correct. Ồ, quân lính của chúng ta 80% đến từ nông dân. He has made a martyr of the most famous Montero. Let's see how many of his soldiers want to rebuild paradise now. Por favor. Hổ thằng kia là thôi xong rồi, thằng lão này là muốn giết luôn thằng này rồi. Run. Bởi vì là thằng này làm cực đoan quá. Run. Chạy đi. Thái làm cực đoan quá, giết lão Montero, mà giết ông Montero sẽ khiến cho nông dân ở khu vực kia là tưởng là không muốn gia nhập làm lính của thằng này nữa. Mẹ. Lão này lão ấy. Lão cho thằng con bắn luôn. Mẹ vãi cả chuột. Dã man vãi. Quân đội chủ yếu đến từ nông dân mà. Nên thằng kia khiến cho nông dân mất lòng là sẽ có thể anh dẹp mẹ khẩu AK với khẩu 4 sao này đi, nó lấy mấy khẩu Urusi với khẩu Cracker M-Pop đi cho game đó dễ xíu anh ơi. Chẳng qua là cái màn vừa rồi là màn tôi bị truy đuổi như thế thôi. Chứ còn từ đầu game đến giờ tôi thật tay game luôn, tôi đi tôi mẹ cầy. Tôi càn mẹ khu của chúng nó mẹ như không luôn mà. Cái màn rồi nó làm dở hơi ý. Nó làm kiểu mất dạy khốn nạn. Thành ra nó mới thế thôi. Chứ còn tôi đầu giờ tôi bắn như không luôn mà. Đi vào trong trại chúng nó như đi chơi luôn. Đây đây thanh niên mà mình vừa mới cứu được đây. Back from Father Pietro in Verdera. He has papa's machete. It's all that's left of him. Mang cái thanh machete của ông Carlos về. Đó là tất cả gì còn lại của ông ý. Mang cái con phóng lợn đấy về. Xong rồi mang đi chôn. Đến phải nói chuyện với ông cha xứ ở cái nhà thờ kia. Ông là người đã dọn xác, dọn xiếc ở cái chỗ quảng trường. Đổi sang lựu nhỉ? Ừ, đổi sang lựu. Đâu nhỉ? Đây, tôi đổi sang lựu. Supremo đây. Liệu đây. Ok chưa? Liệu xong nhá.
Có cả liễu độc luôn này. Rồi. Bỏ cái quả bóng vô va vẩn này đi. Thay sang đây là liệu có thể khiến cho xe cộ của bọn kia nó bị hủy, và những cái xe cộ và cả những cái dụng cụ bằng điện của chúng nó sẽ bị cái liệu MP để khiến cho nó bị hỏng. Ok luôn. Dao dùng gì mà chơi dao đeo đâu. Rồi. Mod được cái gì không? Này là tăng thêm khả năng phòng thủ của mình. Sidearm weapon. Này là tăng thêm trữ lượng. Tăng thêm cái trữ lượng đồ của mình được. Chơi cái này đi. Tăng thêm trữ lượng. Hết rồi. Đối với AK đi. Cái nhiệm vụ giờ công nhận khó thật. Không biết là anh em nào đã chơi nhiệm vụ đấy chưa. Khó thật. Tôi phải công nhận. Kiểu nhiều khi cảm thấy no hope ấy. Thực sự là như vậy. Đến cái pha mà gặp cái máy bay thứ hai của nó, tôi nghĩ là mọi thứ đã kết thúc. Thế đéo là mình để sống được. Phép lạ nào luôn. Về outpost, bất kỳ kiếm thương nhân mua khẩu pyrotechno bằng uranium siêu diệt máy bay thế à? Kiếm thương nhân à? Mua khẩu. Đấy, thương nhân tôi có xây cái con bán đấy ở đây đấy. Có con bán súng đây. Khẩu có tên là gì anh em? Pyrotechno à? Có pyrotechno đéo nào đâu, hay là chơi cung? Game này 1050 chơi được không may chắc là được. Nhẹ mà anh em. Nhưng tất nhiên là anh em không thể nào đẩy nó lên max được. Chứ con game này nhẹ mà. 1050 tôi nghĩ là chơi được. Lâu chắc là chơi được. Outpost chỗ mua đồ của ông Hoan à. Ô, cái đéo gì đây? Thực ra thì một cái máy bay tôi giải quyết được. Một cái máy bay tôi có thể giải quyết bằng V ngay. Ca chiêu xa ngay. Mình đang báo cho Clara biết là ông Carlos chết. Nâng cấp shop à? Ờ, 1050 thì sợ không được. Phải 1050 ti. 1050 thì chắc là khó. Mà bây giờ anh em lại toàn xài màn 2K với 4K mẹ rồi. Thành ra là nhiều khi 1050 là không cần được. Có máy sửa chim của tôi trước là tôi nâng lên Regen 9 xong ấy. Tôi tháo mẹ con 1070 ti ra luôn. Tháo mẹ con 1070 ti luôn. Tôi lắp luôn con 1030 vào luôn. Bởi vì là sửa chim thì cần đéo phải cặp màn hình đâu anh em.
lắp mẹ 1030 vào. có con 1030 cũ, lắp mẹ 1030 vào. Đi với cả Ryzen 9. Một sự kết hợp có thể đó là hoàn hảo. Máy sợi chim thì nó chỉ cần chip thôi, nó có cần gì cặp màn hình đâu. This place will never be the same. Lo siento, Carlos. Một không ba không thì đéo hiểu Rick cái gì luôn. Mẹ 1030 là nó nâng cấp từ cái bản mẹ GT 730, thậm chí còn yếu hơn cả con, còn yếu hơn cả con gì nhở, 7750 Ti à? Thật còn yếu hơn cả con 750 Ti. Đây ông cha xứ ra. Cha Piero đúng không ạ? Đúng. Alejandro nói rằng cậu sẽ đến. À, tôi vẫn nhớ cái ngày tôi tổ chức đám cưới cho các nốt và vợ ông ấy, rất lâu rồi. Tôi xin lỗi, cái con phóng lợn đấy mất rồi. Sao? Chuyện gì vậy? À, có thằng nó lấy mất cái thanh rồi. Có thằng lấy mất thanh phóng lợn rồi. Nó đi vào quán bar. Thằng mất dậy, dám ăn cắp phóng lợn. Tôi xin lỗi cha, vậy gì tôi đã xây rồi, gây ra ở đây. Giả cho bố phóng lợn ngay. Thằng mất dậy. Mẹ 750 ti nó là mẹ. Tôi thật với anh em luôn là cái tầm này anh em nếu mà không có tiền ấy, thực sự không có tiền anh em sắm tạm có 750 ti vẫn ngon mà. Vua của các VGA rẻ tiền. Tất nhiên là anh em không thể chơi được cái con game mà nó mới bây giờ, nhưng mà cái tầm như là LOL hay Dota hay CSGO các thứ ABC thì thoải mái mẹ luôn. Quán bar đéo xa thế. Tận đây à? Này đi đéo bao giờ đến nơi. Trôm con xe đi cho nhanh. Nguyễn Bảo Lâm tí hết sở chim anh duyệt bài trong group cho em nghe. Đéo sở chim xong anh ngủ luôn em ơi. Duyệt đéo gì? À đâu, bài gì? Anh lấy duyệt luôn. Anh em Lâm bảo duyệt phát lên duyệt luôn. Nào anh em Lâm có bài gì đấy Lâm? Bài gì em? Gái xinh không? Có thấy bài đéo nào của anh em Lâm đâu. Có thấy bài nào của anh em Lâm đâu. À đây, Nguyễn Bảo Lâm đây. Mình xin thú nhận với tất cả các bạn trong group là mình bị liệt dương. Mình bị thế này cũng lâu rồi. Mình hy vọng các bạn đừng sỉ nhục những người bị bệnh giống như mình không có gì vui cả. À đâu, nhầm, không phải, thế là bài của ai ấy, không phải bài của anh em Lâm. Bài của ai, chả thấy bài đâu cả anh em ạ. Ôi chết, từ từ nào, được bắn tao. Mẹ, đứng lại đây, cái nó bắn đau quá. Ây da, mấy con chó bắn tao. Mày ra đây. Ôi mẹ, chúng nó đông vậy. Tổ sư kính bọn này là kính mẹ chúng đạn à? Ây da kìa. Đi ra kìa bạn. Không sao đâu anh ạ. À, bọn em hiểu mà. Nguyễn Bảo Lâm. Anh Lâm bắt nạt em mình ơi. À, bài của em chưa lót xong ảnh để thế mà anh em đã làm tôi vào trách bị để chúng nó bắn cho.
cất súng đi cho nó lành. Cất khẩu súng đi mà nhìn thấy mình, bây giờ chúng nó bắn kinh lắm. Tôi chơi hát mà, chúng nó bắn đau lắm. What's up? Oye. Cất cái khẩu súng đi cho nó lành. À thôi, về bố kia xong lấy máy bay đi. Không xuất được group của anh Dũng nhỉ. Anh em bị ban rồi, xuất thì đéo được. Không xuất ra chỉ bị ban thôi. Bà tin buồn cho anh em biết. Tự nhiên một ngày đẹp rời anh em và không thấy group đâu. Xuất không thấy ra. Nghĩa là anh em bị ban rồi. Ai ban tôi không biết nhá. Xong rồi anh ơi, ra duyệt cho em. Vớ vẩn dỗi đéo ra duyệt nữa. Chứ bây giờ chưa gửi xong chứ bảo là người ta ra duyệt bao giờ không, chứ lại fake lưu dỗi đéo duyệt nữa. Ơ, có trực thăng này anh em này, từ bao giờ tôi có trực thăng đây? Ơ, mọi khi mình cứ ra đây mẹ gọi máy bay, trong khi này có trực thăng thì đéo gọi. Đồi cô liêu, trực thăng luôn thôi, tội gì. How you doing? Fine, I suppose. You got the machete? Not yet. He wasn't at the church. Nhưng mà em search nick phụ cũng thấy anh ạ. Thì chắc group bị Facebook của bạn bè rồi, khi group bị Facebook xóa bè rồi nên. Danny, what's up? Tôi nghi lắm. Lots of new faces around the camp these days. It's okay. Well. Đây quán bar đây. Anyone can forgive like you have. Forgiveness isn't mine to give, Ellie. We'll do your best. That's all I can expect of anyone. Bọn khốn nạn trả ông cây phóng lợn. Ơ, mẹ đỗ đúng số dòng suối kinh. Chỗ này có súng anh em ạ. Khu này có súng. Khà khà. Tuyệt vời mẹ luôn. Watch out. Flamethrower. Ôi trời. Sniper. Thế đéo nào sniper kiểu gì mù hả mày? Làm sniper mù này à? Làm sniper mà mù chỉ có chết thôi con ạ. Got to be careful here. Năm thằng tất cả, giết chúng nó anh em nhá. Ngạng nghề. Quay lưng ra đi. Quay lại chúng nó đã chết hết. Ô sao nó đéo chết. Mày à, nó thế nào? Quay lưng ra đi rồi mà thế nào quay lại đéo chết là thì đéo nào. Chúng mày bố láo này. Bỏ mẹ mang trực thăng đến rồi. Súng mới. Đây. À đây là quân mình mà. Tí để bắn vào đầu chị. Đúng rồi, bắn cho em đi chị ơi. Súng máy chiếc bạo đi chị ơi. Ủa thế kia mà chị vẫn bắn ạ. À? Người phụ nữ mẹ. Anh hùng. Trực thăng nó bắn chị như điên. Chị vẫn ngồi chị kia bắn xong chị còn xuống mẹ khỏi xe. Xe hết đạn chị xuống lấy AK bắn nó tiếp. Người phụ nữ Việt Nam. Chị cho mẹ liệu lên luôn. Chị quá bố đời. Liệu rơi mẹ xuống đất. Chị tiếp tục chiến nhau với nó.
như không mẹ luôn. Đúng ngày 20 tháng 10 các bạn. Ngày 20 tháng 10. Ngày phụ nữ Việt Nam. Tôi phải bắn giúp chị tí. Thoải mái mà, mình chị chơi được, anh yên tâm. Thằng này ghét thế nhở. Thằng bỏ mẹ bắn mình nhở. Đây rồi. Bố con chó. Thăng với chúng tôi này. Trực thăng với chúng tôi này. Xong rồi. Đấy thì AK sấy đây. Vừa sấy AK xong đấy anh em. Nó bảng chó ngay. Chỉ vì một cái thanh machete phóng lợn. Mẹ giết cả đám luôn. Alejandro, I got it. Your papa's machete belongs with the Montero. And that's where it's going to stay. Gracias, Danny. For doing what I couldn't. See you soon. Đi vậy. Mua cây Pyro Techno Modify ô thứ 3 lên 4 sao thì trực thăng chỉ là tôm tép. Đâu, tôi đi tôi mua. Thấy anh em coi như là cao may. Cứ coi như là Pyro Techno với các thứ tôi nhớ ở chỗ này thì phải. Mình đang bị combat. Từ từ nói hết combat đã. Đấy là sao khu này mình lại có combat nhỉ? Thằng bỏ mẹ nào đây mà combat? À có hai anh ở đây. Mông ngon đấy. Lông ngon đấy. Cổ ngon đấy. Bạn ơi. Bạn. Bạn ơi. Hello bạn. Đây chỗ này tôi nhớ là có thằng bán. Có thằng dealer. Vào ngày này năm trước ông Dũng sẽ bảo có K3 tiếc giờ K3 như câu chuyện của Tích ở giờ đâu có K3 đâu anh em ạ. Mới thật là nghe luôn câu cho nhanh. Đéo giờ có K3 đâu anh em, không phải nhắc đi nhắc lại làm gì cho mệt người. Từ giờ đến khi tôi nghỉ hưu đều có K3 đâu. Đây 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 đây. Ê, đây rồi. Pyro Techno đây đúng không? Mẹ mình thiếu mất uranium mới đau chứ. Được cái chứ. À, hóa ra là cái này à. Nhưng mà cái này thì có khác gì cái ấy đâu. Cái này thì có khác gì cái Kachusa trên lưng tôi đéo đâu. À không, khẩu này là khẩu vũ khí riêng. Kachusa trên lưng là cái này cơ. Mà thiếu mất uranium rồi. Hiệp dưới này nhiều đồ ngon thế. Không có gì đẹp không? Mua được ấy chứ. Có bộ gì đẹp đẹp. Blast Protect Improve Blast Defense. Vậy
Một bộ nào giờ anh em nhỉ? Làm bộ mẹ trang bị hạng nặng và trông cho bố đời nhỉ? Áo chống đại kìa bạn. Giáp dùng kim loại. Defense này tăng chống độc. Này crafting. Này bộ hạng nặng nhá. Thêm quả mũ mẹ Armor piercing này. Cái này cũng là phòng thủ này. Đây. Xô. Hay là mũ này. Mũ này được đấy. Phòng thủ cho đầu mình. Được đấy. Rồi. Giờ tôi phải đi kiếm thêm uranium. Cần 50 uranium nữa. Xem nào. 70. Đây. Đây. Ôi. Khắc bọt phết đấy chứ đùa đéo đâu. Đấy. Nhưng mà tôi đéo hiểu sao nhá. Cái con Far Cry nó làm mấy cái textile của quần áo trông rất chán nhá. Anh em nhìn này, đéo hiểu textile kiểu gì luôn, có mờ đặc đi. Làm textile chán vãi. Hoặc là có thể do mẹ lỗi đéo gì đấy sao. Làm textile chán vãi. Bọn này không bán uranium. Uranium nếu mà tôi không nhầm thì là mình lấy ở chỗ chúng nó thả thính đúng không nhỉ? Đúng anh em? Uranium là mình lấy ở chỗ chúng nó thả thính đúng không? Mấy khu mà có thính có thủng thì phải. Đây này. Không phải, cái này là... Không phải. Thính à? Không phải. Ừ, đéo sang bóng như Assassin's Creed. Uranium kiếm ở chỗ súng phòng không. Thế à? Cây luôn. Thế đi luôn. Cứ súng phòng không là có hả? Thế đéo nào lại không. Thế đéo nào cannot fast travel to an active mission. Mẹ đùa nhau à? Ô, con game phát ra vờ đây vậy. Áo 4 sao anh không mặc đi mặc 3 sao anh em ơi. Mỗi một cái loại áo ấy nó có một cái tính năng khác nhau. Không phải là cứ 4 sao có nghĩa là nó sẽ mạnh hơn 3 sao. Anh em hiểu không? Có những cái loại áo 4 sao ấy nó mạnh về ẩn thân. Anh em hiểu không? Chứ không phải là cứ 4 sao nghĩa là sẽ mạnh hơn 3 sao. Mỗi một bộ nó có một cái khác nhau. Khổ. Anh em phải cứ nhìn 4 sao với lại nhìn 3 sao là anh em phán là ngon. Không hẳn đâu nhá. Mỗi bộ nó có một cái công dụng riêng. Cứ 4 sao hơn 3 sao. Bộ đó đang active ngon à? Ờ, phải theo set thật. Lần trước là mình không đội theo set. Đúng rồi. Lần trước tôi không mặc theo set. Tôi đội cái mũ cối ra nó hơi yếu thật. Thôi cứ mặc bộ mình đang mặc đi. Mày bắn rơi mày bay tao đấy. Bây giờ bắn rơi mẹ mày đấy. Sợ chúng mày quá cơ. Cố gắng kiếm thêm 50 uranium để mua khẩu kia kìa bạn.
Ôi dồi ôi. I see you, sniper. Ở chỗ này mình cảm giác kiểu mình từng đánh trong bọn này rồi sao nhỉ? Máy bay này. There's the officer in charge. Đây rồi. Nhớ bắn thêm một đéo chết. Nhanh không nghe không được báo động. Mày báo động ai? Trượt rồi. Từ từ sniper ơi. Bạn là sniper mà bạn phải đứng vào đây chứ. Đúng rồi. Tớ chào bạn sniper. Tớ chào bạn lính. Tớ chào bạn lính nữa. Tôi nhìn thấy uranium rồi. Tuyệt vời. Sao có thể trúng cái kia? Chết mẹ mày đi. Nó lại mang trực thăng đến rồi. Uranium đâu? Đây rồi. Có đủ uranium đấy em ơi. Phắn thôi. Đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi. Nhà mình có nên phá cái súng phòng không kia lần sau mình không bị nó bắn nữa không nhở? Làm ra để phá được cái súng phòng không này anh em. Cho quả lựu vào được không? Ơ kìa. Thế đéo nào mình ném lựu ở kia mà cái máy bay kia nổ được. Rồi. Tuyệt vời. Anh em mượn cái xe cái kia đi đâu mà nhanh thế? Bình tĩnh anh. Mượn xe cái. Ơi, cần gì phải thùng nổ anh em. Mình mờ râu ai chơi thùng nổ. Đi thôi. Mua được cái khẩu khốn nạn kia rồi. Mẹ giờ máy bay trực thăng vào. Mẹ tôi xử chúng nó như xử con luôn. Thử xem nào. Trực thăng với chúng tao à.
Rồi mình có lựu rồi. Ờ, ném lựu nó nảy vào máy bay à? Đéo sao pha đấy tôi ném lựu thì đéo nảy đúng một cái máy bay được. Giỏi. Đây rồi. Anh ơi, em mua khẩu theo lời bạn gì cái anh ơi. Đây rồi, Pyrotechno đây đúng không? Tôi chơi luôn nhá. Tôi dùng thử mà không bắn được rồi thì anh em chết với tôi. Tôi thật luôn đấy. Tôi xem nào. Thay cái khẩu lục phò phạch cái đi. Đấy không được. Pyrotechno. Đây. Xem nào. Úi dồi ôi. Cái gì đấy? Tên lửa vác tay à? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Bắn thế nào? Úi dồi. Cái này là bắn pháo hoa mà anh em. Đéo mẹ mà pháo hoa mà. What the fuck is this shit? Cái điều gì thế này? Thằng nào là thằng lừa tôi? Đẹp quá anh em ơi, pháo hoa Tết rồi. Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam rồi. À phải vào nâng cấp đã chứ nhở. Lúc nãy có anh em bảo phải nâng cấp cái đéo gì. Mẹ 100 uranium của tôi đây. Khốn khổ khốn nàn. À đây, do mình đang để firework. Do mình đang để là firework, cho nên là nó mới như vậy. Đây, mình phải đổi sang là hết sector thì mới được. Tức là đạn của mình sẽ tự động khóa vào kẻ thù. Cái này là không khóa vào kẻ thù. Cái này là khóa vào kẻ thù thì mới được. Pịa. Nhớ hiểu. Cái này là cái tên lửa của mình sẽ nổ xong khoảng thời gian được định sẵn. Còn cái này là có thể di chuyển xa hơn trước khi nổ. Kinh đi chứ. Này cho di chuyển xa hơn tí nhỉ. Được đấy. Rồi bây giờ kiếm thêm đồ để nâng cấp cái này. Khóa mục tiêu vào trong cái trực thăng là được. Khóa trực thăng vào được 3 gunpowder và 5 seekers. Khổ. Đam to mà. Được đấy. Quay ra xử thử chúng nó phát. Đây đúng không? Mẹ chỗ này có một cái đây. Test luôn. Thử xem thế nào. Đã nói muốn chơi action mode bắt buộc phải có khẩu này. Trực thăng nó rát lắm. Cao may. Đấy, xin lỗi anh em cao may nhá. Khổ. Trong một phút gọi là bấn loạn. Tôi đã tưởng là anh em cao may lừa. Nhưng anh em cao may không lừa anh em ạ. Anh em cao may nó rất chuẩn. Tất cả những anh em nào mà nãy giờ coi như là bảo anh em cao may lừa, anh em suy nghĩ lại nhá. Có lời xin lỗi đến anh em cao may nhá. Anh em cao may ơi, tôi biết anh em cũng được 3 năm rồi. Ngày hôm nay tôi cũng đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi đã trong phút bồng bột và bấn loạn. Tôi đã có cái kết luận nó không được nhân văn. Vu cho anh em là lừa đảo tôi. Nhưng là cho nên là bây giờ tôi tự nhận ra cái sai của mình. Cũng muốn gửi cái lời xin lỗi sâu sắc nhất để anh em cao may. Anh em nhá. Better watch myself here. Yeah.
rest of you. Oye! Cara boy! Oh, Dios. Over here! Mẹ nhìn tôi rồi. Con chó nhìn nhanh phết. Tình phết. Mày định Naruto bắn mẹ. Mày bắn liệu ai? Má trực thăng ở đây. Tao cần được gặp trực thăng. Mang trực thăng của chúng mày ở đây. Chúng nó không mang trực thăng đến anh em ạ. Ôi dồi, đéo gì đây? Chơi gà không em? Bố láo. Đéo gì đây? Ok. 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 What the fuck? Thế đéo nào? Chết mẹ mày con gà sống, thế đéo nào? Bắn ồn ào lên mới có à? Mẹ. Tiêu hiểu. Ồn ào lên nhá. Thật phải ồn ào lên tí chứ. Địch thì không chết, chết với con cá sấu. Chịu. Thằng cái ơi. Không có. Không có anh em ạ. Không có. Đây, từ đây tôi sẽ đi điểm này nhá. Thử phát. Mình phải thử phát, trực thăng trực thủng. Lấy Uranium rồi anh em. Uranium lấy rồi mà. Clear rồi mà, lấy rồi mà. Tôi lấy Uranium rồi. Kiếm chỗ đông người. Mở xe cái ơi. Em đi em bắn trực thăng cái. Phải cho chúng nó báo động. Đúng. Đấy. Mấy thằng khổ rát. Bố mới đến đây. Báo bẹ chúng mày động đây. Tao đang thẳng vào tận đây này. Báo động đây. Báo động cho tao. Ơ. Thế đéo nào. Ơ. Đéo hiểu đéo quay. Bọn này nó sợ tôi anh em ạ. Nó hiểu. Ở chỗ nào được không? Cụt hứng phải cứt. Cụt hết cả hứng. Đang
mau muốn đến đây làm phát. Đi chơi 20 tháng 10 à? Mẹ cái bọn mất dây. Làm con cam nhá. Ở đây có một con cam này. Mình làm con cam này nhá. Đi từ con cam này mình sẽ lên con cam kia. Chiến thuật vẫn như vậy thôi. Mẹ xem chúng nó làm trò gì. 5-1 cho Man City à? Hiếp Man City thắng đội nào mà kinh thế? Đá đá vừa, đéo đá gớm, đéo ai chơi. Đá thế thì các bạn mẹ fan mu biết ẩn náu đi đâu. Tôi vừa phải chứ. Nhìn hàng xóm mà cũng phải tự mà biết mình như nào chứ. Ở đâu dai kiểu thằng lấy được. Nhìn biết nhìn bạn bè, nhìn người hàng xóm của mình. Người ta ăn cháo, ăn đồ coi như là rẻ tiền, mình phải ăn đồ rẻ tiền chứ. Đéo nào lại toàn chơi sơn nào hải vị 5-1. Và vẩn và vẩn. Anh đứng trên cao bắn pháo vào cam. À thế à. Ừ hay đấy chứ. Tại sao không phải là mình thả dù xuống từ trên cao mình bắn mẹ. Mình bắn xuống. Mình phải đứng trên cao. Từ trên máy bay tôi thả dù xong rồi dùng cái kia bắn xuống cam. Bảo Lâm em fan mu anh ơi. Khổ anh em thật. Bao nhiêu cái đội hay đội đẹp thì anh em không fan, anh em lại fan mu. Ra khỏi máy bay thôi. Đây. Bố lão này. Ăn pháo hoa vào mồm này. Ơ sao đéo thấy ai? Bố lão này. Sao đéo thấy ai? Ơ flamethrower. À đây. Có chứ lại bảo không có, nghe nó hơi điêu. Mà mình mục tiêu của mình là phải để lộ mà. Mày xin lỗi ai? Trực thăng đâu? Tao cần chúng mày gọi trực thăng cơ. Có thể giúp tao gọi trực thăng được không? Trực thăng các bạn ơi. Tao muốn trực thăng các bạn ơi. Trực thăng các bạn ơi. Đúng rồi, báo động đi. Tuyệt vời, báo động đi. Trực thăng các bạn ơi. Trực thăng. Trực thăng đâu các bạn ơi. Giúp tớ mình một chút với các bạn ơi. Các bạn nhân viên ơi. Trực thăng các bạn ơi. Đằng này các bạn ơi. Trực thăng đây các bạn ơi. Đằng này bạn ơi, liệu các bạn ơi. Ra đi các bạn nhá. Đéo có trực thăng. Đéo hiểu. Tôi bắn hỏng cả báo động của chúng nó rồi à? Ui.
hiểu khổ. Ở hay nội tại cây súng này là mẹ cùng lắp cây súng này vào là tự động là không bao giờ có trực thăng. Có lẽ nào ngắm pháo hoa không bạn? Mẹ vãi cứt quá. Pháo hoa không anh? Pháo hoa không? Pháo hoa không anh? Ôi dồi, em xin lỗi chị. Ôi dồi, em xin lỗi. Em bắn hơi mạnh, em xin lỗi. Mày như thế này thì trực thăng chả sợ. Cống luôn. Quá im ba. Chồng. Không hiểu. Thôi các bạn, có lẽ là ngày hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi. Chúng ta im ba quá rồi. Trực thăng bây giờ nhìn thấy tôi sợ như sợ cọp mẹ luôn. Có gì thôi, buổi sau chơi tiếp anh em ạ. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi và chúc anh em có những giấc mơ đẹp. Bye bye. See you again. Bye bye again. Bye bye.